Hai bạn tự nguyện lấy nhau chứ? Vô cùng tự nguyện, phiền cô đóng dấu giùm. Còn anh? Mau đóng dấu đi. Chúc mừng. Chúc hai bạn hạnh phúc. Người tiếp theo. Một tuần sau. Cô nghĩ kỹ chưa? Ly dị có rủi ro, cô nên thận trọng. Anh ấy đánh tôi. Vậy hai bạn tự nguyện chứ? Vô cùng tự nguyện. Anh giải quyết giùm tôi đi. Còn anh thì sao? Mau giải quyết đi. Anh cũng vậy. Đàn ông con trai sao lại đánh đàn bà? Tôi không có đánh cô ấy. Tự cô ấy đứng không vững, cho nên đụng vào góc bàn thôi. Sao tôi giữ lại cô ấy được? Anh làm gì vậy? Mạo danh người ta ly dị là phạm pháp. Anh cho tôi xem kỹ lại đi. Nên ly dị không? Nên. Hôm nay bao nhiêu cặp? 37. Còn anh? 52. Biên kịch Dương Ninh, đạo diễn Dương Ninh, diễn viên Thái Thiếu Phân, Hồ Tĩnh, Quách Đào, Nguyễn Quỳnh Đan, Anh Đạt, Trương Tấn cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Trạm Bảo Hành Tình Yêu. Mời anh chị. Mời ngồi. Cảm ơn. Đào chỉ, sao lại đến nhà hàng sang trọng như vậy? Sinh nhật vui vẻ. Sao hả? Anh trúng vé số à? Vừa đi ăn vừa biếu quà. Năm nào không có sinh nhật, sao anh lãng phí quá vậy? Chắc phải tốn nhiều tiền đó. Em đổi túi xách mới đi. Đã nhiều năm rồi, cũ rồi, để anh mua cái mới cho em. Không, em chỉ thích cái này thôi. Sinh nhật vui vẻ. Dễ thương quá à. Cần bao nhiêu thời gian cá mới chảy hết? Một phút. Như tình cảm mà anh dành cho em. Ý là sao? Yêu em chỉ cần một phút, muốn quên em phải cần đến 10.000 năm. Thôi đi anh, em có mua cuốn sách tặng anh, cũng tượng trưng cho tình yêu của đôi ta. Lịch vạn niên, ý là sao vậy? Yêu anh phải cần đến 10.000 năm, muốn quên anh chỉ cần một phút là đủ. Có tính cách, tôi thích lắm. Sao anh lại ngơ ngác vậy? Đây là gì? Vé số. Lúc nghỉ trưa anh xuống dưới mua cho em. Anh bỏ vào túi xách tặng chung cho em. Chúc em nhiều may mắn. Không chừng trúng 5 triệu đó nha. Anh chỉ giỏi nằm mơ thôi. Tờ vé số này anh chọn số theo sinh nhật của em phải không? Anh Dĩ, tháng sau tôi xin nghỉ. Tại sao vậy? Làm ở đây không tốt sao? Vì tôi mở quán cơm, kêu tôi đến đó phụ dì ấy. Anh đi đi.
Tôi biết anh không thể làm lâu dài được. Ít có thành viên nào chấp nhận công việc khô khan như vậy đâu. Anh Dĩ, khi nào anh đổi nghề, anh nhớ tìm tôi. Tôi bảo đảm thu nhập của anh sẽ cao hơn công việc này, để sớm mua nhà lớn cho chị Linh. Anh có hiếu lắm. Chờ khi nào không còn người ly dị nữa, lúc đó tôi thất nghiệp, tôi sẽ đi tìm anh. Đúng rồi, anh có biết xổ số tối qua xổ số mấy không? Tôi có mua 10 tờ, nhưng không trúng. Kết quả xổ số đây. Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì mà anh hấp tấp như vậy? Từ từ nói. Vé số mà hôm qua anh mua tặng em đâu? Em có mang theo không? Có. Chúng ta bỏ trốn đi. Trốn đi đâu? Chúng ta chưa lãnh tiền kia mà. Giải nhất 5 triệu đồng, chúng ta chỉ sai một chữ số thôi. Em nghĩ sẽ trúng được 4.800.000. Dù muốn dù không, không được tiết lộ, càng không thể cho đồng nghiệp biết chuyện này. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi tan sở, chúng ta đi lãnh tiền. Phiền anh chờ một lát, chúng tôi đến lãnh tiền. Anh bạn, hết giờ làm việc rồi, ngày mai đến sớm đi. Chị hai, chúng ta xin nghỉ đi, ra thành lập công ty riêng. Em suy nghĩ kỹ lắm rồi, chúng ta không còn trẻ nữa. Em không muốn lãng phí tuổi xuân cho một công ty không có tương lai. Chúng ta làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn, quên đi. Bây giờ khó kiếm tiền lắm, anh chị không có tính mạo hiểm đó. Làm vậy là mạo hiểm. Chị hai, từ nhỏ chị đã dạy em, muốn làm thì làm. Bây giờ em muốn lập nghiệp, nhưng chị không ủng hộ em. Chẳng phải xưa nay chị đều mơ có căn nhà lớn hơn sao? Chị đã lớn tuổi rồi, đến lúc phải sinh con, không nên vì chuyện nhà ở mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Chị hai, chúng ta không còn trẻ nữa. Chị và anh hai đều học tâm lý học. Anh chị làm trong sở tư pháp nhiều năm trời. Tỷ lệ ly dị hiện nay càng ngày càng cao. Chúng ta nên làm nghề có liên quan đến nó. Vậy em có ý tưởng gì? Em có một sáng kiến rất hay. Trạm bảo hành tình yêu. Chị không hiểu ý của em. Kiếm tiền bằng cách. Chúng ta bắt tay từ phía người không muốn ly dị, thông qua nhiều biện pháp giúp họ giải quyết nguy cơ về tình yêu. Chúng ta phải nhận tiền bảo hành, đầu tư ít, chưa ai làm. Anh hai là người thông minh, xinh đẹp như chị hai em cũng bị anh lừa được. Em tìm anh chị hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn. Em chịu trách nhiệm quảng cáo. Anh chị yên tâm, sẽ có thị trường. Lời nghề Tiểu Phương nói có lý đó. Tiểu Linh, em biết không? Trong số hồ sơ xin ly dị do anh thụ lý, có 1/3 không đến nỗi phải chịu kết cục đó. Nếu chúng ta muốn giúp họ giải quyết nguy cơ hôn nhân ấy, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đi ngủ cho khỏe đi, ngày mai chúng ta đi lãnh tiền. Lãnh tiền xong rồi tính. Bỏ tay ra. Sao lại có một người sanh ra cùng ngày với em vậy? Chỉ sai một chữ số thôi, chỉ còn lại 50.000. Uổng công chúng ta mang theo cái vali đến đây, liệu có tính lộn không? Em không nên nghĩ vậy, của trời cho mà, phải biết mãn nguyện. Chúng ta qua xem nhà đi, bán giá ưu đãi đó. Đi. Chào anh chị, công ty bất động sản Lực Bảo. Hai vị lần đầu tiên đến mua nhà phải không? Lần đầu tiên, hai chị định mua nhà bao nhiêu mét vuông? Tôi sẽ giới thiệu cho. Căn hộ thứ ba, không cần quá lớn đâu. Chúng tôi mua để nghỉ mát thôi. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi có một căn hộ dành cho nghỉ mát. Mời anh chị. Đây là căn hộ nhỏ nhất, 83 mét vuông. Nam Bắc thông gió, ánh sáng đầy đủ. Mua nhà, tặng điện gia dụng. Đại dĩ, anh thấy sao? Em thích căn nhà này lắm. Hay là chúng ta... Diện tích này hơi nhỏ đó.
Em tính rồi, những căn hộ dành cho nghỉ mát giá hơi cao, 15.000 một mét vuông, tổng cộng 1.260.000. Nếu anh chị đồng ý, chỉ cần trả trước 400.000 là đủ rồi. Năm ngoái chị bán 8.000 thôi, sao năm nay lên 15.000? Bộ giật tiền sao? Anh chị ở dưới quê lên hả? Em thích căn hộ này. Hay là chúng ta lấy tiền mua tiếp vé số, mua ngày sinh của anh. Anh bị sao vậy? Alo, Tiểu Phương, anh chị quyết rồi. Anh chị làm. Alo, Đinh Quán Tây hả? Tôi là đạo dĩ đây. Nghe nói dạo này anh làm thám tử tư phải không? Tôi chỉ kiếm cơm thôi. Anh còn làm bên ly gì không? Xin nghỉ rồi. Tôi và Tiểu Linh chuẩn bị làm một công việc rất có ý nghĩa, muốn mời anh gia nhập. Thôi được, hai bạn đang ở đâu? Người đâu? Anh Dĩ, anh tìm tôi à? Liễu Minh, ngồi đi. Anh đã đánh máy xong đơn xin nghỉ việc chưa? Đánh máy xong rồi, thứ hai nộp. Anh đánh thêm cho tôi hai phần, hai vợ chồng tôi. Liễu Minh, chúng tôi cần có anh. Đại dĩ, đại dĩ, em trang trí xong rồi, anh vô xem lại đi. Anh sẽ đến ngay. Bây giờ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu kẻ bất hạnh thôi. Sao không có khách vậy? Mới đang quảng cáo thôi, chị đừng vội. Nếu là người đẹp, anh đừng giúp họ giải quyết nguy cơ, khuyên họ ly dị, lấy tôi là xong. Anh đừng nằm mơ. Tôi cho anh hay, dám làm hại khách hàng, một khi bị phát hiện, tịch thu tất cả mọi thứ do phi pháp thu được và bãi bỏ tư cách cổ đông. Chị ơi, chị đừng đau lòng, từ từ nói. Tên khốn kiếp ấy, sau khi ăn nên làm ra, hắn bắt đầu làm bậy. Chồng tôi tên Tưởng Đông, mấy năm trước bước vào nghề bất động sản, nhờ vào chính sách ưu đãi cho nên kiếm được nhiều tiền. Do đó giờ giấc mà anh ấy về nhà ngày càng khuya. Anh Tưởng, sao mấy ngày nay không thấy anh đến thăm em vậy? Anh không nhớ em sao? Chẳng phải anh đến rồi sao? Sao em cứ hẹn anh đến đây gặp nhau vậy? Giá thành của nó quá cao, chúng ta đổi chỗ khác đi. Anh thấy khách sạn kế bên được lắm đó. Anh hư quá à. Em không chịu đâu. Hay là chúng ta đi mua sắm nha. Em chọn được một cái túi xách đẹp lắm. Anh có cảm giác không may đó. Chẳng phải em nói chỉ mua cái túi xách thôi sao? Đây là những công trình phụ của nó. Anh kinh doanh bất động sản mà, lẽ ra anh phải hiểu mới đúng. Không thể thiếu những công trình phụ. Đã trễ lắm rồi, hay là chúng ta kiếm chuyện gì đó để làm nha. Lúc nào anh mới ly dị với bà ấy vậy? Như chúng ta bây giờ không tốt sao? Tại anh không muốn mất con. Anh cứ hay lấy con anh ra làm lá chắn. Được, vậy mà chúng ta chia tay đi. Đừng, cho anh thêm chút thời gian nha. Giả lại, Trương Yến đâu lỗi làm gì. Được, đưa em về nhà, lập tức. Còn chuyện đó thì sao? Không làm nữa.
Em ơi, hay là chúng ta ly dị nha. Lý à? Gây go lắm. Vậy anh chị có thể bảo hành cho tôi không? Loại trừ kẻ thứ ba là biệt tài của chúng tôi. Chị yên tâm đi. Đúng rồi, trước khi ký hợp đồng với chị, chúng tôi muốn xem qua hôn thú của chị. Anh xem hôn thú tôi làm gì? Không may chị là kẻ thứ ba thì sao? Tôi à? Hân hạnh đón tiếp. Chủ, anh đi một mình à? Mời em uống một ly nha. Cạn ly. Chị có bao nhiêu đây sao? Thưởng thức đâu cần phải nhiều. Cạn. Em chưa từng uống như vậy. Ông chủ, anh giỏi thưởng thức lắm. Nếu em không phản đối, chúng ta đi chỗ khác nha. Chỉ có hai ly rượu nhỏ thôi mà. Tính 800 đồng mà. Tính rẻ đi. Ông chủ tôi đâu? Về rồi à? Ác quá vậy. Trạm xe buýt 300 ở đâu vậy? Ông chủ, anh tên gì vậy? Các Gia Thành. Tên anh nghe hay quá. Anh làm nghề gì vậy? Bất động sản. Vậy anh làm hạng mục gì vậy? Ba hạng mục nổi tiếng nhất thành phố này đều do tôi làm. Cô tên họ gì vậy? Kêu tôi chừng được rồi. Anh Gia Thành, tên của chúng ta nghe có duyên thật đó, xứng đôi. Anh Thành, chúng ta đi đâu vậy? Đi ăn. Anh Thành, thường ngày anh đều ăn những món này sao? Thực ra ăn đi ăn lại vẫn là mấy món dân dã ngon hơn, vừa có dinh dưỡng. Ăn sành ăn quá, em cũng thích như vậy. Anh Thành, anh có bao nhiêu tài sản vậy? Em có bao nhiêu bạn trai? Người ta lấy đâu ra bạn trai? Người ta còn độc thân đó. Vậy bạn trai cũ của em đâu? Sao lại chia tay? Trước kia em không biết tình yêu là gì. Anh Gia Thành, còn anh? Anh giàu như vậy, chẳng lẽ xưa nay anh không tán gái sao? Kẻ không có tiền mới tán gái, kẻ có tiền để gái tán. Anh Gia Thành, anh quá lạnh lùng. Alo, Tưởng đâu mà? Tôi đang ăn, anh nói đi. Thưa chủ tịch, tài liệu mà anh cần, tôi đã email cho thư ký anh rồi. Anh nhận được chưa? Tôi nhận được rồi, nhưng tôi không chấp nhận trả giá cao để mua lại hạng mục của anh đâu. Tôi chỉ có thể trả 670 triệu thôi. Anh suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi sau nha. Sayonara. Sao lại láo như vậy? Anh Gia Thành, anh vừa nói chuyện điện thoại với ai? Tưởng Đông, một đối tác của anh.
cũng kinh doanh bất động sản à? Chỉ có bề ngoài thôi, không có quyền quyết định đâu. Mọi chuyện đều phải có ý kiến của vợ. Anh đang tính mua lại công ty của hắn. Sao em không ăn đi? Ăn đi. Được. Cô ấy xiên đi thật đó. Biết phép phân thân. Đúng là yêu tình làm hại người đời. Hầu như những tay nhà giàu đều bị cô ấy hốt hết. Tội nghiệp cho Trương Yến, bị con hồ ly tinh này làm cho tan nhà nát cửa. Đại dĩ, anh phải tranh thủ bắt con yêu tinh này. Tuân chỉ. Cho anh chi thêm tiền đi. Anh Gia Thành, chẳng phải nói anh đưa em đi mua sắm sao? Sao lại trở thành anh mua em sách vậy? Em không cảm thấy theo đàn ông đi mua sắm là một chuyện vui hay sao? Nhất là đi chung với anh. Một người đàn ông có thể hiểu và thông cảm cho đàn bà. Em nhất định phải biết quý chuộng, đúng không? Chào anh, xin hỏi tôi giúp được gì cho anh? Xin hỏi có bông hồng mạ vàng số lượng có hạn do nhà thiết kế lừng danh Leonardo da Vinci thiết kế có tên là Vị Thần Tình Yêu không? Sao anh biết tìm chúng tôi có hàng vậy? Cả thế giới chỉ có 3 bông thôi, giá cả khủng khiếp. Anh biết tôi mua đồ, không sợ nó mắc, chỉ sợ nó nhiều thôi. Anh đúng là người biết thưởng thức. Chờ một lát. Đôi giày này đẹp thật. Bao nhiêu tiền vậy? 380, anh ơi. Anh cứ lựa cho vừa ý đi. Khách hàng đứng đó cả buổi rồi, tôi phải qua tiếp họ. Cô nói vậy ý là sao? Tôi không phải là khách sao? Bộ cô phân biệt đối xử sao? Tôi cho cô biết, tôi sẽ thưa cô đó nha. Thưa anh, đây là bông hồng Vị Thần Tình Yêu phát hành số lượng có hạn đó. Cậu mong được lâu bền. Gửi tặng em đóa hoa này. Chúc em ngày quốc tế lao động vui vẻ. Anh Gia Thành, cảm ơn anh. Em sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên nhận được món quà đặc biệt, lãng mạn và có ý nghĩa như vậy. Loại hoa này cả thế giới chỉ có 3 đóa thôi. Loại hoa này cả thế giới chỉ có 3 đóa thôi. Người ta cảm động quá à. Đóa thứ ba ở đâu vậy? Anh Gia Thành, chúng ta đám cưới đi. Muốn đám cưới phải có thời gian để tìm hiểu, không nên quá manh động. Giả lại, anh vẫn chưa hiểu em. Chẳng lẽ anh chê em không được trẻ, không được xinh đẹp sao? Alo, ngày quốc tế lao động vui vẻ, Honey. Thôi đi, có chuyện gì vậy? Đã lâu không gặp em, hay là tối nay đi chơi nha? Em đã có bạn trai rồi, sau này đừng quấy rầy em nữa. Một tên vô lại đeo bám em đã đuổi hắn đi rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Anh là đàn ông hẹp hòi ích kỷ. Anh không muốn lúc chúng ta qua lại nhau, em lại tiếp xúc người đàn ông khác. Vì thể hiện thành ý của em, hay là để em xóa hết danh bà điện thoại nha? Em biết vậy là tốt. Tình yêu là ích kỷ. Cảm giác đang yêu có ngọt ngào không? Lúc được nhận tiền mới ngọt ngào đó. Anh chỉ cần làm tốt công việc thì được rồi. Đừng nên xa lầy đó. Anh nghe cho rõ đây. Bây giờ đã xài thăm rồi, vụ làm ăn này sẽ lỗ vốn đó. Ví dụ đầu tiên, làm gì gây dựng uy tín cho công ty. Không cần phải lời, thử thách ekip của mình, tăng thêm lòng tin là điều quan trọng nhất. Nhưng cũng không thể kéo dài thời gian. Anh có biết hôm trước anh uống một ly rượu tốn hết 800 đồng không? Hôm trước thuê chiếc xe hoa hiệu đó tốn hết 2.000 đồng. Mua đó hoa hồng mạ vàng lại tốn thêm 1.000 đồng. Anh thật là lãng mạn đó. Sao anh không mua một đó tặng em đi? Nếu em thích, ngày mai anh mua bù.
Thôi đi, em cho anh thêm một tuần. Nếu anh làm không xong, em sẽ gặp khách hàng tuyên bố bỏ cuộc. Không cần một tuần. Vậy là sao? Ngày mai anh sẽ kéo lưới, đi ngủ. Xéo đi. Anh bạn, chỗ này có người ngồi không? Tiếp viên, massage chân. Anh Gia Thành, tức chết đi thôi. Chuyện gì vậy? Tôi điều tra rõ rồi, bạn gái mà anh mới quen, cô ấy là gái chuyên nghiệp đó. Hắn từng qua lại với nhiều đàn ông, anh xem. Tức chết đi thôi, gái chuyên nghiệp, tức chết đi thôi. Anh bạn. Anh bạn, cô gái này là gì của anh vậy? Hổ thẹn, là bạn gái của tôi. Anh nói sao? Còn người đàn ông này là... lại là ai? Là bạn trai của hắn. Tôi bị cô ấy lừa gạt tình cảm rồi. Hắn lừa tôi qua lại với ba người đàn ông cùng một lúc. Hắn là gái chuyên nghiệp đó. Anh bạn, không chỉ vậy đâu. Tôi cũng có phần đánh mặt trượt đó. Anh cũng là bạn trai của hắn à? Anh quen hắn từ khi nào vậy? Lúc mùa xuân trăm hoa đua nở năm ngoái chứ đâu, còn anh? Tôi quen hắn vào mùa hè lãng mạn năm ngoái. Anh bạn, tôi cũng là nạn nhân đó. Hẹn gì mấy ngày qua hắn không chịu gặp tôi. Anh bạn, đâu phải. Anh bạn, anh còn xếp trước hơn tôi đó. Tôi phải gọi anh đại sư huynh mới đúng. Vậy chúng ta là người cùng cảnh ngộ rồi, nhị sư đệ. Vì hắn chúng ta không thể cam lòng được. Cũng may ngoài thể xác ra tôi không bị mất mát gì cả. Còn anh? Tôi anh sao vậy? Nhị sư đệ, anh có sao không? Anh Gia Thành, mau lên, mau gọi xe cứu thương đi. Người đâu rồi? Hiến tử, em đến rồi à? Nữ nữ. Ba, anh thấy đỡ hơn không? Bác sĩ nói phải làm tiểu phẫu đó. Không nguy hiểm, yên tâm đi. Cũng may kịp cứu chữa. Tôi không biết anh có bệnh. Nếu tôi biết anh đau đớn như vậy, thà để tôi chịu hết còn hơn. Đại sư huynh, anh đừng nói như vậy. Nằm nghỉ đi. Tôi phải cảm ơn anh. Anh kịp nhắc nhở tôi. Tôi mới có thể biết đường tìm về nhà. Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe để làm phẫu thuật. Hôm khác tôi đến thăm anh sau. Sẵn đây tôi nói luôn, hoạn nạn thấy chân tình, đừng bỏ rơi vợ hiền. Vợ lành là người tốt, con gái cũng dễ thương nên quý chuộng họ. Tôi biết rồi. Đại sư huynh, chào anh. Yến tử, em tiễn họ đi. Dạ. Nữ nữ, không may một ngày nào đó cha mẹ chia tay, con sẽ theo ai? Con theo ba. Tại sao vậy? Tại vì mẹ nói mẹ rời khỏi ba, mẹ biết tự chăm sóc mình, còn ba không thể. Mẹ kêu con theo ba để chăm sóc ba lúc tuổi già. Bây giờ ba không được khỏe, con càng không thể rời khỏi ba được. Ba ơi, liệu ba và mẹ có chia tay không? Không. Ba mẹ sẽ ở bên nhau suốt đời. Gia đình chúng ta mãi không chia lìa. Ba thương con, yêu mẹ con là mãi mãi. Tôi xin tổng kết lại.
Hành động lần này của chúng ta vô cùng thành công và đã được xã hội đánh giá cao, giúp một gia đình đã đánh mất hạnh phúc đã tìm lại hạnh phúc cho mình. Công đức vô lượng, công đức vô lượng. Khuyết điểm là hiệu ích kinh tế quá kém. Tôi hy vọng sau này mọi người hãy nhớ giùm tôi tiết kiệm tối đa. Chị hai, ở công ty gọi tôi bằng giám đốc. Giám đốc, em có người bạn giới thiệu cho em một khách hàng họ Dương, cũng khá lớn tuổi, trưa nay sẽ đến. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này để tiếp tục vươn lên. Nhưng đã tới giờ trưa rồi, tại sao vẫn chưa thấy ai cả? Chẳng lẽ đi ăn cơm sao? Anh họ Dương à, anh còn trẻ vậy sao? Đám cưới được bao lâu rồi? Tôi không phải họ Dương và cũng chưa đám cưới. Xin lỗi cậu, chúng tôi không phục vụ cho những người chưa có gia đình đâu. Đúng rồi, kế bên có trung tâm môi giới hôn nhân, hay là cậu qua bên đó hỏi thăm xem. Tôi cho rằng mọi người sẽ giúp tôi được. Không có cô ấy, tôi cảm thấy cuộc sống sẽ vô nghĩa. Anh bạn, ở đây không giúp người ta tán gái đâu. Chẳng lẽ các anh không tay đứng nhìn tình yêu tôi bị dục mất, thấy chết không cứu sao? Xin lỗi chúng tôi, các anh không nên đặt tên là trạm bảo hành tình yêu nữa, mà đổi thành trạm bảo hành hôn nhân thì đúng hơn. Đừng làm nhục hai chữ tình yêu. Cậu ấy nói có lý. Chúng ta có hơi quá đáng không? Ngành nghề đó để sau này phát triển. Tiểu Phương, lúc nào thì ông Dương mới đến? Ông cụ, chào ông. Ông cụ, ông họ Dương phải không? Tôi họ Dương, tôi đến xin bảo hành. Ông cụ, bà nhà làm gì ông vậy? Là cháu tôi. Cháu tôi. Ông cụ, cháu ông như thế nào vậy? Lục Sở Sở, em có giỏi thì chọn đồ đáng tiền mà ném. Đừng ném đồ lặt vặt. Nào, nào, máy tính, tivi, còn anh nữa nè. Dương Trác, em cho anh hay, anh đừng tưởng anh đẹp trai và có tài năng cho nên không biết mình theo họ gì nữa. Chuyện giữa anh và các cô gái đó em đều biết cả. Em biết cái gì? Nếu em biết, em đâu có làm như vậy. Em đừng ý lại mình có sắc đẹp và thân hình đẹp. Anh nhìn em nhiều lần rồi, anh không nhìn nữa đâu. Em chỉ giỏi làm dữ thôi. Thôi được, nếu để em bắt quả tang anh, em sẽ ngũ mã phanh thay họ rồi ly dị với anh sao? Em nói đó nha, em nói đó nha. Được, được, ly dị, không ly dị là hàng. Anh chính là đồ hàng, ly dị, đồ hàng. Em khỏi xô anh nữa, tự anh sẽ đi. Đồ hàng, xéo đi. Chào nội. Ông cụ, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cháu ông có vợ bé, cho nên cháu dâu ông đòi ly dị, đúng không? Tôi đã chứng kiến cháu tôi trưởng thành. Ông cụ, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 84 tuổi. Sắp gần đất xa trời rồi. Đừng nghĩ tôi sắp 90 tuổi, tôi chưa lẫn đâu. Cháu tôi là đứa cháu hiếu thảo, từ nhỏ đã được nhiều người thương. Chuyện đó nó giống tôi hồi tôi còn nhỏ. Ông cụ, ông bỏ qua đoạn ông còn trẻ đi, chọn phần quan trọng mà nói. Cháu tôi không thể ly dị, nó mà ly dị làm sao tôi ẵm chắc được? Lúc nào chúng ta mới ăn cơm vậy? Thí chủ đến cúng chùa có phải vì tình không? Sao đại sư lại biết? Vạn vật thế gian không ngoài một chữ tình. Mong đại sư chỉ dẫn. Xin hỏi pháp hiệu của đại sư là sắc không? Đại sư, thầy nghĩ tình cảm của tôi còn cứu vãn được không? Mọi chuyện đều có thể. Chẳng hay thí chủ buồn phiền vì chuyện gì? Tôi thấy anh ấy không yêu tôi nữa. Có lẽ có bồ nhí. Anh ấy đã thay đổi. Vậy tôi nên làm sao? Ly dị à?
Không, đừng nên làm vậy. Thà cô giải phóng mặt bằng của chùa này 10 lần, cũng đừng ly dị một lần. Thí chủ hãy bình tĩnh, tôi sẽ phân tích giùm thí chủ. Phải. Đẹp lắm. Được, sẵn sàng chưa? Chào thầy Dương, anh ở không chứ? Cô đẹp lắm, bạn bè giới thiệu cô đến đây phải không? Phải, họ khen anh chụp đẹp lắm, có cảm giác, cho nên tôi đến đây tìm cảm giác ở anh. Năm bổn mạng của anh à, sao lại đeo sâu chuỗi đỏ vậy? Không phải, do vợ tôi tặng cho tôi vẫn đeo đến nay. Anh có vợ rồi à? Thật không ngờ anh lại lập gia đình sớm như vậy. Anh có hối hận không? Hối hận. Tôi hối hận vì không thể quen biết cô ấy sớm hơn. Đại sư, chẳng lẽ số tôi không nên có mối tình này hay sao? Trần duyên của cô cậu còn dài lắm. Cô cậu lấy nhau được bao nhiêu năm? Chúng tôi lấy nhau được nửa năm rồi. Lúc đầu chúng tôi hạnh phúc lắm. Không bao lâu sau, tôi bắt đầu nghi ngờ. Quần áo không chịu bỏ giặt, dớ mang rồi quăng tùm lum. Em không phải là người hầu của anh. Bộ em điên rồi sao? Đúng là em điên rồi. Tại em có mắt như mù. Em có bệnh sao? Em tưởng anh là người làm đại sự. Sau khi lấy nhau, anh đã làm được gì? Anh chỉ giỏi chụp các cô gái trần truồng thôi. Anh không biết xấu hổ. Ai lấy họ trần truồng, bộ em mù hay sao? Khi không lại gây hấn với anh. Em chớp mắt xem anh sống ra sao. Chụp những loại hình này, quan hệ bậy bạ với bọn người mẫu đó. Anh đi đi, đừng về nhà nữa. Đừng về nhà nữa. Anh đâu cần em nuôi. Nếu em có bản lĩnh, tiền kiếm về, em mang đi giấu hết. Đồ tham lam. Bộ anh giỏi lắm sao mà nói em là đồ tham tiền à? Bộ em biết sao? Ai tham tiền người đó biết. Không, đồ tham tiền. Anh chờ em nha. Không. Em giết anh chết. Lục Sở Sở, em làm gì vậy? Em chém chết anh. Em bỏ dao xuống. Bộ em muốn giết anh thật sao? Em phải giết anh. Bộ em điên rồi sao? Chào nội. Chẳng phải nội ra ngoài rồi sao? Nội chưa ăn cơm. Con đi nấu ngay đây. Thí chủ là người có văn hóa, sao lúc cãi nhau lại có thể hung dữ như vậy? Trước kia tôi không phải như vậy. Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi đều không thể tự kiềm chế mình được. Thầy thử nói xem tôi nên làm sao bây giờ? Duyên phận không dễ gì có được. Cô phải biết quý chuộng. Phật tổ từng nói, trăm năm tu được cùng chuyến đò, ngàn năm tu được cuộc hôn nhân. Câu này do Phật tổ nói sao? Phải. Phải. Kiếp này có thể nên vợ chồng là đại duyên. Tuy cậu ấy có lỗi, nhưng cô phải cho cậu ấy có dịp sửa lỗi. Trời đất có chu toàn, huống hồ là ông xã cô. Đúng không cô? Thầy giỏi lắm. Nghe thầy nói chuyện một buổi đỡ tốn công tôi học thêm 10 năm. Sau này tôi sẽ để ý hơn. Tôi không nổi giận bậy bạ nữa. Vậy là đúng rồi. Cô nên nghĩ thoáng hơn. Không nên tự làm khổ mình. Đại sư, ngày mai thầy ở không chứ? Tôi muốn mời thầy đến công ty xem phong thủy giùm tôi. Dạo này tình yêu và tiền tài của tôi đều gặp trắc trở. Tôi không biết xem phong thủy. Cô mời người khác đi. Không sao, xem như tham quan công ty tôi. Tôi muốn dựa hơi Phật quang của ngài. Cứ quyết vậy, ngày mai gặp lại. Bye bye. Bye bye. Chị hai, Dương Trác là người có tài. Em thấy anh ấy có sức thu hút lắm. Coi chừng mất đứa em gái đó. Anh lo ăn dưa hấu đi. Hôm nay có chụp hình không? Có chứ, anh ấy rất chuyên nghiệp. Chị hai, em cảm thấy anh ấy không muốn có số đào hoa cũng khó. Tại anh ấy đẹp trai quá. Em đang nghĩ gì vậy? Còn bà trai em thì sao? Bây giờ em còn độc thân, có quyền chọn lựa.
Ông xã, em biết trước kia em đối xử với anh không tốt, sau này em sẽ không nổi giận nữa đâu. Em sẽ sửa đổi, anh không nên làm quá khuya đó nha. Anh có cảm thấy Tiểu Phương quá đáng lắm không? Hôm trước nó đòi đám cưới, bây giờ lại thương khách hàng của mình. Nó đâu có thương khách hàng, nó thương cháu của khách hàng thôi. Sau khi không anh lại uống bia? Em cho anh hay, phải tiết kiệm từng đồng, đừng nên vì giúp người ta mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Em yên tâm, lần này anh cải trang hòa thượng, không có chỗ xài tiền. Em đừng sợ tốn kém, có lục sổ sở đó hứa cho anh lì xì đó. Em còn lại gì anh? Hồi chúng ta lấy nhau, đồng nghiệp đưa lì xì cho anh còn từ chối. Có lý nào để nhận tiền của cô ấy? Em nói đúng, anh đó nha. Anh có thù oán với đồng tiền. Trong thâm tâm của anh chỉ có Trần Tiểu Linh nhà anh. Anh giỏi thật đó. Sắc không đại sư, ngủ đi. Em biết không? Nếu như chỉ còn một phút, chỉ một phút thôi, thế giới sẽ tiêu tàn, loài người sẽ biến mất. Người sau cùng mà anh nhìn thấy là em. Là em. Vậy anh chết không ân hận. Anh hãy không được làm hỏng giây phút tốt đẹp này. Vẫn tuyệt vời như vậy. Anh vẫn trẻ trung, vẫn khỏe mạnh như xưa. Đi ngủ. Đại sư, đây là công ty của tôi. Thầy cảm thấy thế nào? Được, được. Mời thầy. Được. Cô tuổi Mùi phải không? Sao thầy biết hay quá vậy? Vậy thầy có biết tôi thuộc sao gì không? Sao Bạch Dương. Sao Bạch Dương thuộc nhóm máu A. Thầy là thần tiên hay sao? Vậy thầy hãy chỉ dẫn tôi đôi điều đi. Mời thầy ngồi. Mời. Tôi không biết gì phong thủy, nhưng cô đây có duyên với dê. Chồng cô cũng họ Dương, quả là hiếm có. Tôi tặng cô cái này. Dễ thương quá. Công ty của cô rất hoàn hảo, chỉ thiếu con linh vật này thôi. Cô để nó trong công ty, hàng ngày xám vài lần thì được. Tôi đảm bảo cô làm ăn phát tài, khách hàng gì cô cũng giành được. Cảm ơn. Liệu có linh không? Tôi xá rồi. Trở về chuyện tình cảm, cô có làm theo hướng dẫn của tôi không? Có chứ, tôi đối xử lễ phép với anh ấy. Anh ấy cảm thấy mất tự nhiên. Kiên trì. Một câu nhịn chín câu lành. Gia đình hài hòa, sự nghiệp sẽ thuận lợi. Giám đốc, khách hàng đến rồi. Được, mời anh ấy vào đây. Tôi có hẹn với khách hàng để bàn về ký hợp đồng quảng cáo. Nếu thầy không ngại, tôi giới thiệu cho hai người làm quen. Không cần đâu, tôi xin phép đi về. Tôi không quen làm quen với người lạ. Trời ơi, là đại sư huynh chứ đâu. Sao huynh lại ở đây vậy? Hai người là sư huynh đệ à? Chắc là thiếu chủ làm ai rồi. Chúng tôi chưa từng quen nhau. Sao anh lại ăn mặc như vậy? Anh ấy lại nâng cao trình độ rồi, ăn nói cũng khác hẳn. Tôi không biết anh nói gì. Sao anh lại nói vậy? Dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của gia đình tôi. Qua đây. Tôi không phải là đại sư của anh gì cả. Cô Lục, tôi đang bận, tôi xin phép. Sắc không đại sư, thầy khoan đi đã. Cô nói sao? Sắc không à? Tính theo giao giới, tôi phải tên sắc giới đó. Thí chủ tên sắc giới hay bắt giới không liên quan đến tôi xin cáo từ. Ông tưởng, còn chuyện làm ăn của chúng ta thì sao? Tôi giao hết cho cô làm túi sách của tôi đâu. Cảm ơn. Đại sư huynh,
Cảm ơn Dương đại tiên, cảm ơn. Lần này tôi chụp kỹ lắm, tổng cộng 13 vị. Cô cũng sắc nét hương trời. Ước gì là tôi. Cậu ấy có quan hệ với bao nhiêu người? Một người cũng không. Không thể nào. Chắc anh chưa phát hiện ra thôi. Lần này tôi theo sát 24/24. Tôi cho rằng chính vợ cậu ấy đã hiểu lầm cậu ấy. Anh nghĩ sao? Nên nói như Lục Sở Sở vậy, không lý nào cậu ấy hoàn toàn không động lòng trước biết bao cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này là sao vậy? Cậu ấy có... Anh ấy không làm gì em, chụp có mấy tấm hình tính 3.800, không bớt đồng nào, sao lại như vậy được? Ông cụ, bây giờ chúng tôi chính thức loại trừ về tính khả năng của vụ án cháu ông. Về phía của Sở Sở, tôi đã cảm quá cô ấy rồi. Thời gian qua cô ấy có sự thay đổi, ông có thể về nhà chờ ẩm cháu được rồi. Liễu Minh, đưa ông cụ về nhà đi. Được. Khoan, chưa ăn cơm đó. Cố lên nữa. Anh mệt lắm rồi. Anh cố lên đi. Anh đã cố hết sức rồi, không nổi nữa. Không được, anh ráng lên đi. Anh gắn tay nghe mới trộm từ lúc nào vậy? Lúc ở trong công ty. Ai dạy anh vậy? Ông cụ, ông ấy thế nào? Giỏi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh chịu hết nổi rồi. Đừng, dừng lại. Hết nổi rồi, hết nổi rồi. Khi không em lại đòi dời Bất Bình Phong làm gì? Sát Không đại sư nói Bất Bình Phong không thể để đây được, phải để bên đó. Người ta nói sao em cũng tin. Ông ấy có nói lúc nào chúng ta sẽ ly dị không? Anh đừng kiếm chuyện với em nha. Em nể mặt anh thôi. Anh đừng làm quá đó nha. Vậy là mấy ngày qua em mang cho anh đó hả? Dương Trác, em vì tình cảm chúng ta em đã cố gắng lắm rồi. Anh không hợp tác thì thôi đi, sao lại làm hỏng nó? Em nên nói chuyện với anh như vậy thì anh thấy dễ chịu hơn. Sau này đừng đóng vai cô gái dịu dàng nữa. Anh không phải là khách hàng của em đâu. Anh chết đi cho rồi. Tụi anh muốn nghĩ sao cũng được. Em lại kiếm chuyện chứ gì? Lại đây, lại đây. Lục Sở Sở, anh xin em. Anh cần sự êm ấm của một gia đình, chứ không phải một người đàn bà chỉ biết kiếm tiền như em. Rốt cuộc, anh đã nói rõ sự thật rồi. Tại sao lại chuyện có thể xảy ra như vậy? Anh đừng lo nghe nữa. Anh mau nghĩ cách đi. Thôi được, anh đi tìm những con cá cảnh của anh đi. Em tránh ra, em liều với anh. Em làm gì vậy? Em thề sẽ giết anh. Ai vậy? Nói đi. Lục thí chủ, tôi là Sắc Không. Đêm khuya quấy rầy, có làm phiền cô không? Không sao, không sao. Đại sư, chuyện gì vậy? Khuya như vậy thì chưa nghỉ ngơi sao? Lại tên hòa thượng giả đó hả? Có tên hòa thượng nào ban đêm không cần nghỉ ngơi? Đưa anh nói chuyện với hắn. Anh câm miệng, anh câm miệng. Tôi đoán ra được chắc cô sẽ đánh lộn với chồng cô. Anh câm miệng. Em làm gì vậy? Em bỏ tay ra. Đại sư, tôi và anh ấy không có gì cả. Nếu vậy là tốt. Nhớ kỹ. Mỉm cười. Mỉm cười. Lại mỉm cười. Mỉm cười. Được, được, được. Mỉm cười. Mỉm cười. Lại mỉm cười. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Em liều với anh. Đừng làm vậy, anh cho em hay. Anh không hơn thua với đàn bà. Thực ra chúng ta nên ly dị từ lâu rồi. Từ lúc chúng ta lấy nhau, câu này nghe lọt tai nhất. Dương Trác, anh có từng yêu em không? Em có từng yêu anh không? Sao anh cứ như vậy? Sao lại như đàn bà vậy? Anh không thể nói trước sao? Có chết ai không? Chẳng lẽ trước khi ly dị cũng phải đánh lộn sao? Em nghĩ lại đi, từ khi chúng ta lấy nhau đến nay, ngoài đánh lộn ra có làm được gì không? Sao anh không thể nhường nhịn em? Sao anh cứ đòi hơn thua với em? Sao anh cứ đòi chụp đàn bà vậy? Sao em cứ đòi làm bà chủ vậy? Sao em cứ bắt anh phải sống theo yêu cầu của em? Sao em không học nói tiếng phổ thông vậy? Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng em đã quen rồi. Em biết làm sao hơn? Em cũng muốn tốt cho chúng ta thôi. Được, được, được. Chúng ta đến nơi rồi. Sở Sở, hy vọng em có thể tìm được hạnh phúc thích hợp. Em mong anh cả đời cũng không tìm được hạnh phúc. Em xem anh có hối hận không? Sắc Không đại sư, sao thầy lại ở đây? Người này là chồng tôi, Dương Trác.
Chào đại sư. Sao Thái đâu? Ở trên xe. Mời thí chủ. Thí chủ, tôi có đồng xu tặng cô. Đồng xu à? Trước khi cô ly dị, cô thảy lên cao rồi chụp lại. Nếu là quốc quy, cô cứ ly dị. Nếu là số, chứng tỏ hai người còn duyên trần chưa dứt. Cảm ơn đại sư. Cáo từ. Chạy nhanh quá vậy. Đây là gì? Nếu chiêu của anh Phong Linh thì sao? Nếu là quốc quy thì sao? Vậy là có ma rồi. Tại vì hai mặt đều là số. Anh giỏi thật đó. Mau lên, mở máy nghe trộm nghe thử xem. Giao cho ông trời quyết định đi. Số thì ly dị, quốc quy thì không. Không được. Như vậy có tỷ lệ 50% anh không đồng ý. Không thể căn cứ vào đó. Anh nói vậy ý là sao? Chúng ta chơi trò hấp dẫn hơn. Hắn muốn gì vậy? Nếu chúng ta có duyên, nếu chúng ta có duyên thì xuất hiện người bán khoai lang nướng. Nếu không chứng tỏ chúng ta không có duyên. Anh điên rồi sao? Mùa hè lấy đâu ra người bán khoai lang nướng? Thằng nhóc kia, cậu ác lắm. Tính sao đây? Dương Trác, em biết rồi. Anh quyết tâm ly dị với em, cho nên mới nói như vậy. Anh chỉ muốn thử thách tình yêu của chúng ta thôi. Chẳng phải em cứ đòi ly dị với anh sao? Sao hả? Em sợ à? Anh... Khoai lang nướng đi. Khoai lang nướng đi. Khoai lang nướng đi. Khoai lang nướng nóng hổi, giải khát giảm nhiệt, ăn không? Đúng là điên hết rồi. Dương hơi. Khoai lang nướng đi. Khoai lang nướng đi. Thật khó tin. Không, không, lại một lần nữa. Nếu chúng con có duyên phải chung sống bên nhau, lập tức xuất hiện một cô gái áo đỏ rồi bị xe đụng. Anh thật quá đáng. Quá ác độc. Anh bạn, buộc phải làm phiền anh thôi. Lý Minh, không sao chứ? Không sao, xe chúng ta có mua bảo hiểm. Anh có phải là người không? Chẳng phải nói đụng giả thôi sao? Hình như còn xinh đẹp lắm đó. Bà xã, chúng ta đừng chơi nữa. Đi về nhà mau. Gọi xe cứu thương trước đi. Đại gia, không đủ tiền à? Vậy... Không, không, không. Không phải là không đủ tiền, mà là chúng tôi vốn không nên nhận tiền của ông. Ông cụ, tôi nghĩ kỹ rồi. Chúng tôi làm vậy là dư thừa, họ vốn không ly dị đâu. Đánh lộn chỉ là cách mà họ dùng để thể hiện tình yêu mà thôi. Nếu họ không đánh nhau mới khổ. Đến lúc đó ông mới nên tìm chúng tôi. Đây là công ty chúng tôi tặng cho ông. Ông giữ lấy. Sau này họ cứ đánh nhau, ông cứ đeo vào, mặc họ đánh cho đã. Đã hồi tiền cho mấy à? Là ý kiến của ai vậy? Đại vĩ. Anh ấy nói không giúp được gì cả, cho nên không chịu nhận tiền. Anh ấy khùng hay sao? Tốn biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian. Liễu Minh còn bị thương nữa, không nhận đồng xu nào cả.
Anh yên tâm, phần của anh sẽ không thiếu đồng xu nào đâu. Cô nói vậy là sao? Xem thường tôi à? Tôi vì tiền mới hợp tác với các bạn sao? Tôi làm như vậy là vì... vì cô đó. Tiểu Linh, đã nhiều năm rồi, cô theo đại vĩ chẳng hưởng được gì. Sứ mạng do trời định, anh ấy tốt số, nhưng phải làm ăn, chỉ tốt bụng chẳng được gì đâu. Dạo sự khởi đầu nan, tôi tin đại vĩ. Hồi chúng ta còn đi học, anh ấy thông minh, còn bây giờ, anh ấy thua tôi nhiều. Tuy cô đã lớn tuổi, nhưng cô chưa có con, còn tôi vẫn độc thân. Đình quán tay, đủ rồi nha. Nếu thành năm xưa đã thành rồi, đâu cần chờ đến giờ. Anh yên tâm, anh sẽ tìm được người thích hợp. Làm gì? Sao lại ra nông nổi này? Tôi không muốn làm nữa. Tại vì anh không sao chứ? Tôi cảm thấy tôi không thích hợp làm ăn. Tôi về sở tư pháp làm lại. Đừng, công ty chúng ta mới thành lập và mọi người đã tìm được cảm giác. Sao anh lại rút lui giữa chừng? Anh Minh nói đúng. Việc làm có ý nghĩa mới bắt đầu thôi. Bây giờ tôi còn đóng cửa tiệm trinh thám tư của tôi, tập trung vào trạm bảo hành tình yêu. Khả năng của chúng ta chỉ có hạn thôi. Có nhiều người cần chúng ta giúp đỡ. Tôi lực bất tòng tâm. Đại chỉ, sau này chúng ta áp dụng phương pháp thu chi rõ ràng. Chi tiêu bao nhiêu do khách hàng tự chi trả. Như vậy không sợ chi nhiều hơn thu đúng không? Nếu anh ngại không dám nói với khách hàng, anh giao cho tôi nói. Cảm ơn các anh. Qua hai vụ việc trên làm tôi thấy kiệt sức rồi. Quan hệ giữa tôi và Tiểu Linh, nhìn xem cậu ấy định làm gì. Luyện khí công thôi, có gì lấy làm lạ. Hắn nhảy xong đó. Mau đi cứu người. Các anh là người của trạm bảo hành tình yêu sao? Sao lại cứu tôi? Tôi không muốn sống nữa. Tôi phải khâm phục cậu. Cậu không sợ chết, sao lại sợ sống? Không thể sống chung với người mình yêu. Thử hỏi đâu còn ý nghĩa gì. Ít ra cậu còn người để yêu, vẫn còn biết nhớ không? Còn tôi chẳng có gì. Đúng vậy, cậu không nên quá tham lam. Cậu kể đi, chuyện này là sao? Xem chúng tôi có thể giúp cậu hay không. Cô ấy tên Giang Tuyết, là một tiếp viên hàng không. Cách đây 2 năm cô ấy dọn đến cạnh nhà tôi, trở thành hàng xóm của tôi. Để tôi giúp cô. Cảm ơn. Nhà cô ở đâu? Tôi ở 201. Thật đúng lúc tôi ở 202. Tôi tên Giang Tuyết, sau này là hàng xóm của anh. Tôi rất vui mừng được làm quen với cô. Tôi tên Uông Ninh. Nếu trên đời này có tình yêu từ buổi ban đầu gặp nhau, tôi nghĩ tôi đã gặp rồi. Giang Tuyết, đã lâu không gặp cô, mời vào. Được. Anh nhìn xem. Mèo con dễ thương quá. Của cô đó hả? Đây là con mèo ngoan, tội nghiệp quá à. Cho nên tôi đưa nó về nhà. Nhưng ngày mai tôi có chuyến bay. Chẳng hay anh có thể giữ giùm tôi vài ngày không? Tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm giao cho tôi. Hôm nào cô về? Khoảng 10 ngày, có chuyện gì không? Không có. Tôi muốn mời cô đi ăn cơm. Chờ tôi về rồi tính. Chào anh. Những tháng ngày không có Giang Tuyết, tôi thấy thời gian như chết lặng. Tôi chỉ còn biết dành hết thời gian cho mèo con.
Cậu trai tơ ngây thơ. Sau đó cậu có tỏ tình với cô ấy không? Mấy ngày sau em có chuyến bay. Có lẽ lần này đi lâu hơn. Anh thay em chăm sóc mẹ con chứ? Không vấn đề gì, anh sẵn lòng làm chuyện đó. Đúng rồi, anh tặng cho em quần jean à? Đúng vậy, anh không biết nên mua quà gì cho em. Em thích không? Em thích màu này lắm, cảm ơn anh. Giang Tuyết, em... Anh không biết nên nói sao cho đúng. Anh muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn hỏi em có bạn trai hay không? Phải, không. Ý của anh không phải như vậy. Anh... Em nhất định sẽ tìm được bạch mã hoàng tử trong lòng em. Vậy sao? Vậy... Người đó có thể là anh không? Anh nói gì vậy? Sao chúng ta quen nhau hơn một năm rồi, em nghĩ sao về anh? Em cảm thấy anh là một người tốt, nhiệt tình, hiền lành, có lòng cầu tiến. Nói chung anh là một người rất xuất sắc. Chỉ có điều... Chẳng lẽ em cảm thấy bao nhiêu đó chưa đủ sao? U Ninh, ý nghĩa trong cuộc sống đối với em mà nói không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có những thời khắc làm cho em động lòng. Thứ mà em cần là cảm giác lãng mạn và hạnh phúc. Cho dù anh ấy không có gì cả, em cũng bất chấp. Những thứ đó có lẽ không có trong anh. Em xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Cô công chúa sống trong câu chuyện cổ tích. Tôi không ngừng cố gắng làm tốt. Chính vì mong có thể cùng cô ấy có một kết quả tốt. Chẳng lẽ tôi làm sai rồi sao? Cậu không làm sai, và cô ấy cũng không. Cô ấy không sống vì vật chất. Nếu không đã đến với cậu từ lâu rồi, đâu cần chờ đến giờ. Vậy các anh có giúp tôi không? Nếu tôi giúp cậu, cậu có thể hứa với tôi một chuyện không? Anh nói đi, chuyện gì tôi cũng hứa. Ý anh ấy là tiền. Bất luận kết quả thế nào, cậu cũng không được tự tử. Nhìn sắc mặt của em, biết ngay thị trường cổ phiếu đang giảm điểm. Thôi thôi thôi, anh còn chọc em sao? Tiền của em xài hết rồi, em đang thua lỗ nặng. Anh đừng thôn tính em nữa nha. Không có, anh đâu dám thôn tính em. Khách hàng này trả trước 20.000 tiền mặt. Cậu ấy còn hứa, bất luận chúng ta tiêu hao bao nhiêu, cậu ấy đều thanh toán cho chúng ta đó. Em bán hết cổ phiếu đi. Đưa tiền cho anh, tin anh thêm một lần đi. Xin chào, đi thông thả. Alo, Giang Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Sao anh biết vậy? Anh có quà tặng cho em. Quà à? Em đang công tác, đến cảng Liêm Chân. Anh có người bạn, chiều nay cũng đến đó. Anh đã gửi quà cho anh ấy rồi, anh ấy sẽ tìm em. Thôi được, ở đâu vậy? Chào anh, U Ninh kêu tôi đến lấy quà. Sinh nhật vui vẻ. Anh, sao lại là anh? Tặng cho em. Cảm ơn. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Sao anh biết em đến đây? Đã là người có lòng sao lại không biết được? Hôm nay em đẹp lắm.
Đối thoại gì mà nghe nhột quá vậy? Thật ra từ lâu anh đã muốn chọn nơi có biển. Từ lâu anh đã muốn tìm một nơi có biển để mừng sinh nhật em. Bây giờ đã lớn thêm một tuổi rồi, em có điều ước gì không? Em hy vọng được sống vui hơn, hạnh phúc hơn, cầu xin cho ba mẹ dồi dào sức khỏe. Em sẽ được toại nguyện và chúc em sớm tìm được bạch mã hoàng tử của mình, cho dù người đó không phải là anh. Đây là quà sinh nhật của em. Dễ thương quá, em thích không? Giới thiệu cho mẹ con của em làm bạn đi. Chắc mẹ con của em phải chết mệt thôi. Tiền cọc của Ung Ninh đã tiêu xài hết rồi, không đủ tiền cho chúng ta mua vé máy bay khứ hồi đó. Em yên tâm, cậu ấy có khả năng kinh tế. Ngày mai Giang Triết mà gật đầu, chúng ta sẽ được nhận tiền. Ngày mai à, anh dám chắc không? Phải là ngày mai. Sáng mốt cô ấy đi công tác rồi. Nếu ngày mai không xong, chính Ung Ninh cũng suy sụp. Anh đã chuẩn bị vũ khí bí mật. Giang Triết nhất định phải đầu hàng thôi. Vũ khí bí mật gì vậy? Ngày mai em sẽ biết. Anh Dĩ, anh thấy sao? Quán tay, anh nhớ buộc chặt đó nha, rơi xuống nguy hiểm lắm đó. Anh biết rành các điểm vui chơi tại đây. Trước kia anh từng đến đây chơi sao? Cũng như em vậy, lần đầu đến đây thôi. Anh có phát hiện hôm nay em có điểm gì đặc biệt không? Em mặc quần do anh tặng. Em mặc quần do anh tặng. Đừng căng thẳng, không đáng sợ đâu. Em lần đầu tiên chơi thôi, em sợ chóng mặt. Không may ói lên người anh thì sao? Không sao đâu. Anh có sao không? Ngoài ý muốn. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đi chỗ khác chơi. Được. Em không sao chứ? Nhân viên công viên thật là sơ suất. Quần anh tặng cho em mới mặc lần đầu thôi. Ung Ninh, anh nghĩ đây có phải là điểm xấu không? Không, anh phải cảm ơn cái quần này. Anh phải cảm ơn cái quần này. Nếu không có nó, chân em sẽ để lại vết sẹo. Như vậy chứng tỏ anh mãi mãi đi theo bảo vệ em. Mãi mãi. Anh chỉ, tôi liên hệ xong rồi, chuẩn bị xong rồi. Nhưng họ đòi giá cao lắm. Tình yêu là vô giá, xứng đáng. Được. Vũ khí bí mật gì mà các anh phải khóc vậy? Lấy cho chị xem. Lát nữa họ đi đến đây, dừng lại trước bảng quảng cáo. Điểm mình, anh lập tức mở đèn, sau đó đọc lá thơ. Chỉ cần Giang Tuyết có tình người, cô ấy sẽ bị cảm động. Sau đó chúng ta khui champagne ăn mừng. Anh ấy xấu lắm. Chưa từng nói với chị bằng những câu như vậy. Quá cảm động. Quá cảm động. U Ninh, anh có ước nguyện gì? Có chứ. Giá lại nó đang dần thực hiện. Em mừng cho những ai có thể thực hiện ước nguyện. Như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Sao hả? Ước nguyện của em chưa được thực hiện à? Hồi nhỏ em có hai ước nguyện. Một là làm tiếp viên hàng không, có thể bay trên trời như con chim vậy, đến nhiều nơi mà em muốn đến. Còn ước nguyện thứ hai là
Em không nói cho anh biết. Giang Tuyết, bất luận đó là ước nguyện gì, anh cũng mong em được vui vẻ mỗi ngày. Hy vọng em... Thôi được, anh đọc đi. Lúc ánh mắt anh lần đầu tiên tiếp xúc em, U Ninh, cảm ơn. Cảm ơn anh. Sao cậu ấy không nói vậy? Chẳng lẽ iPhone hư rồi sao? Không thể nào. U Ninh, anh thương em không? Không. Giang Tuyết, anh yêu em. Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em, vậy anh đã rời khỏi thế giới này. Không bao giờ. Em không cho anh rời khỏi thế giới này. Thằng nhóc kia tốt nghiệp rồi. Bỉ Minh, bắn pháo bông. Rõ. Anh đã giúp một tên lừa đảo. Chắc điện thoại của cậu ấy hết pin thôi. Cậu ấy không phải hạng người như vậy. Cả ngày không sạc pin sao? Anh xem, chúng ta tiêu hao hết bao nhiêu tiền. Để anh gọi thêm một lần. Điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Đi về. Anh theo em bay nhiều chuyến có mệt không? Không mệt. Anh thích ngắm em lúc làm việc. Anh sẽ tìm được cậu ấy. Ngày mai anh đến hãng hàng không tìm Giang Tuyết. Tìm được Giang Tuyết sẽ tìm được thằng nhóc đó. Đừng nói nữa. Kết thúc rồi. Tiền lương tháng này của các bạn tôi đã chuyển khoản rồi. Bắt đầu từ ngày mai các bạn không cần đi làm nữa. Cảm ơn sự cố gắng của các bạn trong thời gian qua. Cảm ơn. Chị Linh, Tiểu Linh, đại dĩ cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy đâu. Anh ấy cố gắng lắm rồi. Tôi hiểu. Thật ra tôi là người có lỗi. Không liên quan đến bất cứ ai. Tôi và đại dĩ vốn là hai mẫu người khác nhau. Tiểu Linh, nếu như cô muốn thay đổi hoàn cảnh, tôi đưa cô đến một chỗ mới, cô sẽ làm lại từ đầu. Chỗ nào vậy? Alo, Đại Vĩ à, tôi là Trương Yến. Có một tin vui, một tin buồn. Anh nghe tin nào trước? Chị nói đi.
Tin vui là tôi giới thiệu cho anh một khách hàng. Còn tin buồn là bạn tôi đòi ly dị. Tôi cũng có hai tin buồn báo cho chị biết. Một là trạm bảo hành của chúng tôi kinh doanh thất bại, đóng cửa rồi. Còn tin buồn thứ hai là vợ chồng tôi ly dị. Không thể nào. Tại sao lại ra nông nỗi này? Chúng tôi không thể thiếu anh chị được. Vì tiền phải không? Chúng ta xài hết tiền rồi. Công việc cũng thất bại. Anh có từng nghĩ đến chúng ta sẽ làm gì không? Xe cứ đi tiếp, sẽ có đường thôi. Đường ở đâu? Dưới chân của mình. Các đại dĩ, lúc này mà anh còn đùa được sao? Chúng ta đã mất hết tất cả rồi. Uổng thay cho em tin tưởng anh bao nhiêu năm qua. Còn anh vì giúp người ta mà làm hại gia đình mình như vậy. Xin lỗi em. Số gia tài mà ba anh để lại cho anh đâu? Tiền à? Tiền đó không đụng vào được. Không đụng vào được. Em đã xài hết khoản tiền dành dùm bấy lâu nay rồi. Còn tiền của anh thì không đụng vào được. Đã nhiều năm rồi, tháng nào anh lãnh lương cũng giếm lại 500 đồng. Anh tưởng em không biết sao? Anh giỏi che giấu thật đó. Anh xem em là gì của anh hả? Tiểu Linh, thật ra là chúng ta chúng không hợp đánh nhau. Em thấy hối hận. Tại sao ngày xưa em lại chọn anh? Có lẽ vẫn còn cách khác. Đạp dĩ, chúng ta ly dị đi. Mới đây anh đã về làm lại rồi sao? Tôi phản ứng chậm lắm. Việc khác tôi không làm được. Phải. Anh bị đồ đạc đập lên đầu cho nên mới như vậy. Đóng dấu đi. Em có tính toán gì không? Thành phố này không còn gì đáng để cho em lưu luyến. Em muốn đến nơi khác để làm lại từ đầu. Cũng tốt. Nếu em thấy cần thiết, cứ trở về đây. Anh có nghĩ đến hàn gắn lại tình cảm của chúng ta không? Chúng ta có thể giúp đỡ người khác, nhưng không tự giúp mình được. Cách do anh nghĩ ra đều bị em vô hiệu quá, không qua mặt em được. Chúng ta quá hiểu nhau. Không, anh không hiểu em đâu. Anh là người đàn ông tốt. Chỉ có điều em sẽ hạnh phúc. Em biết không? Em vẫn xinh đẹp như lúc chúng ta mới quen nhau. Cho anh hay, dạo này sức tiêu thụ chậm. Giá thu mua của tôi chỉ khoảng độ 780 triệu thôi. Anh suy nghĩ lại đi. Tổng giám đốc, giờ ông đến. Cô ra ngoài đi, ông xã. Em đến tìm anh có chuyện gì vậy? Em muốn làm ăn, anh cấp vốn cho em đi. Chủ làm ăn gì? Có phạm pháp không? Không phạm pháp, còn là một việc công ích nữa. Thôi được, bao nhiêu tiền? Em nói đi. 100 triệu. Không đủ xin thêm.
Bà xã ơi, vậy là em giết anh rồi. Anh chỉ mua bảo hiểm có 100 triệu thôi. Anh quên đi. Em hỏi kỹ rồi, nếu em giết anh, bảo hiểm không bồi thường cho em đâu. Anh... hay là vậy? Anh không có 100 triệu. Không có. Vậy 1 triệu có được không? Được, được, anh đưa. 1 triệu sẽ có ngay. Anh đại vĩ, anh còn nhớ tôi không? Sao tôi quên cậu được? Xin lỗi anh, mấy ngày qua tôi lo bay theo giang tuyết, cho nên tôi không thể sử dụng điện thoại được. Tôi trở về liền tìm anh, không ảnh hưởng đến anh chứ? Anh đến trễ rồi, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Không thể nào, tôi biết lần này anh tốn kém rất nhiều tiền. Chỉ có mấy ngày trời. Giang tuyết khỏe chứ? Chúng tôi vẫn khỏe, thành thật cảm ơn anh. Tôi cảm thấy công việc của anh rất có ý nghĩa, giúp mọi người có thể đến với nhau. Cho nên hôm nay tôi đến đây không chỉ để trả tiền cho anh, tôi còn đầu tư vào công ty của anh nữa, giúp đỡ nhiều người cần giúp đỡ. Cảm ơn ý tốt của cậu. Chúng tôi thật sự đã phá sản. Hôm nay tôi đến đây là để ngắm nhìn lần cuối. Tôi có 100 ngàn. 100 ngàn giúp được anh không? 100 ngàn không đủ. Vậy 1 triệu có đủ không? Tôi đầu tư vào công ty. Chị hai, chị đi Thanh Đảo thật sao? Đinh Quán Tây có người bạn đầu tư ngành bất động sản, vừa khởi nghiệp thôi, chị muốn đến đó phụ giúp thay đổi hoàn cảnh. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Em ở không, có thể đến đó chơi. Ở không, nhớ về thăm cha mẹ. Tạm thời em đừng cho ba mẹ biết chuyện của anh chị. Lúc chị vắng nhà, làm phiền em nhiều. Ngoài ra, em còn phải nghĩ đến bản thân mình. Em không còn nhỏ gì nữa. Em biết rồi. Đúng rồi, anh hai. Không có. Đại vĩ nhờ em giao cái này cho chị. Chị chờ một lát nha. Là giấy tờ gì vậy? Em không biết. Chào chị dùng trà không? Tiểu Linh, lúc em đọc được lá thư này, chính là lúc em đã rời xa anh. Xin lỗi em. Anh không làm tròn lời hứa ngày xưa cùng em răng long đầu bạc. Do đó, anh sẽ ân hận suốt đời. Trong thơ có bản hợp đồng bảo hiểm dưỡng già. Kể từ ngày chúng ta lấy nhau, hàng tháng anh đều trích ra 500 đồng từ tiền lương để mua bảo hiểm cho em. Hồi ba qua đời để lại 600 ngàn. Anh biết em thích biển. Anh đã mua cho em một căn hộ ở Thanh Đảo. Tuy diện tích không lớn, nhưng có thể nhìn thấy biển. Lẽ ra anh tặng cho em làm quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta. Xem bộ không được nữa. Một mình em đến Thanh Đảo, phải giữ gìn sức khỏe. Không nên làm quá sức. Tiền bạc là vật ngoài thân. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít. Không nên tự làm khổ mình. Giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi, căn hộ đó do em đứng tên. Không ngờ cô có nhà tại Thanh Đảo. Cảm ơn. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đúng rồi, ngày mai tôi đến đón cô.
Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh, từ từ thôi. Tiểu Linh, sau khi tốt nghiệp lấy anh nha. Không được. Nào, cười đi. Alo, chị hai, chị đến nơi chưa? Mọi chuyện có ổn không? Chị vẫn khỏe. Còn mọi người thế nào? Chị đi chơi một thời gian nhớ quay trở về. Anh hai tốt như vậy, không dễ gì tìm được đâu. Bất luận anh ấy đúng hay sai, nhưng có một điều em dám khẳng định, đó là anh ấy chưa từng nghĩ đến mình. Bất luận là đối với chị hay đối với khách hàng, đúng vậy không? Chị hai, chị hãy làm lại từ đầu đi, được không? Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Tiểu Linh. Anh học của ai vậy? Lãng mạn giả. Anh thấy trong phim hay dùng chiêu này, em thích không? Lời ngon tiếng ngọt, em nói tha lỗi cho anh đâu. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Tiểu Linh, có tiền rồi, chúng ta làm lại từ đầu nha. Đây là gì vậy? Hoa, tặng cho em đó. Tuy nó không đẹp, nhưng do anh trồng, anh muốn cho em sự ngạc nhiên, cho nên không nói cho em nghe. Em thích không? Các đại vĩ, em nói có yêu anh không? Hình như không có. Em yêu anh. Anh biết. Anh biết. Không, anh không biết. Không có số tiền đó. Em vẫn yêu anh. Tiểu Linh, em sao vậy? Tôi chính thức tuyên bố, được sự đầu tư của đồng chí Trương Yến, trạm bảo hành tình yêu được tái khai trương lại. Những nhân viên mới tuyển vào đã đến chưa? Đến rồi, lát nữa tôi và đại diện sẽ qua huấn luyện họ. Giám đốc, chúng tôi đã lập kế hoạch thu chi bảo đảm lợi nhuận hợp pháp cho công ty dưới bất kỳ tình huống nào. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là hiệu ích xã hội. Có rất nhiều người cần giúp đỡ. Chuyện đó tôi từng trải. Nói chung là hàng năm chồng tôi lời vài trăm triệu, tôi lỗ vài triệu của anh ấy có đáng kể gì đâu. Người vợ phá của người ta thường nói đó. Anh ấy nói gì vậy? Anh ấy nói chị xinh đẹp lắm. Ai cũng nói vậy. Ung Ninh, cậu có sao? Không được vui à? Chị Tiểu Linh,
Chị và anh đại dĩ có nghĩ đến tái hôn không? Tôi... Tái hôn cái gì? Họ vốn chưa ly dị. Anh nói gì vậy? Biểu Minh, chuyện này là sao? Tiểu Linh, để tôi nói. Chuyện làm vậy, alo, Lý Minh, anh ngủ chưa? Tôi muốn gặp anh và quán tay. Lần này nguy thật. Tôi làm hại Tiểu Linh lỗ hết tiền. Cô ấy đòi ly dị với tôi. Không có đâu, chị ấy không phải là hạng người đó. Anh không hiểu cô ấy đâu. Mục tiêu mà chúng tôi thành lập công ty vì Tiểu Linh muốn kiếm tiền mua nhà. Nhưng tôi đã lỗ hết rồi. Đại dĩ, anh nói đi, chúng tôi phải giúp anh thế nào? Chỉ còn biết cược một ván, tự bảo hành cho hôn nhân của mình. Quán tay, anh thay tôi thuyết phục cô ấy đến Thanh Đảo, giới thiệu cô ấy vào làm cho công ty bất động sản, mức lương cao, cô ấy thích biển, nhất định sẽ đồng ý. Lý Minh, anh lập tức trở về đơn vị, nếu chúng tôi xin ly dị, anh đưa cái này cho chúng tôi. Anh hai, khuya như vậy anh đến tìm em có chuyện gì? Nếu sau này em còn muốn gọi anh bằng anh hai thì hãy giúp anh một chuyện. Sao hả? Có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Em không hiểu chị hai em sao? Em cảm thấy lần này giữ nhiều hơn lành. Nếu chị hai em bỏ anh, em giao cái này cho chị ấy. Lợi hại, quá lợi hại, gian xảo lắm. Các đại vĩ, anh giỏi thôn tính lắm. Chẳng phải anh nói em vô hiệu quá chiêu của anh sao? Chẳng phải anh nói em hiểu rõ anh, chiêu gì cũng đỡ được sao? Cho nên anh chọn lấy cách bỏ cuộc chứ gì? Anh làm vậy cho em mất cảnh giác. Anh giỏi thật. Biết bao nhiêu người đều đứng ra giúp anh. Anh uy tín lắm. Hay lắm. Việc làm tại Thanh Đảo là giả, chứng từ ly dị cũng giả. Các đại vĩ, anh có thật lòng với em không? Căn nhà đó là thật, bảo hiểm cũng là thật, tình yêu cũng là chân thật. Qua sự không ngừng cố gắng trong suốt mấy năm qua của công ty chúng tôi, chi nhánh công ty của trạm bảo hành tình yêu đã có mặt trên khắp nơi trong nước. Những chi nhánh trực thuộc công ty đã lên đến 366 điểm. Công ty chúng tôi đã niêm yết cổ phiếu tại thị trường Thượng Hải. Sau đây, xin mời Chủ tịch Tập đoàn phát biểu đôi lời. Cảm ơn các bạn không ngại đường xá xa xôi đến tham gia buổi họp mặt cuối năm. Sau đây xin mời Tổng Giám đốc Công ty lên báo cáo thành tích. Với sự cố gắng không ngừng của các chi nhánh trong nước đã đưa giá cổ phiếu không ngừng tăng vọt. Tại sao lại như vậy? Xin lỗi, tôi làm lẫn. Là bên đây. Mời quý vị xem. Còn bên đây là gì? Bên đây à? Mời quý vị xem. Còn bên đây? Bên đây là bản thống kê tỷ lệ ly dị suốt 4 năm qua của công ty. Tỷ lệ ly dị thấp, tất nhiên giá cổ phiếu phải tăng cao. Cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của tập đoàn. Cảm ơn con gái của tôi, Tiểu Linh. Anh cảm ơn em. Không có em, anh không thể kiên trì đến hôm nay. Anh yêu em.
Chưa súc miệng đã ăn sáng rồi sao? Anh súc rồi, sao bàn chải vẫn khô vậy? Sao anh biết được? Anh còn gạt em sao? Súc rồi, súc rồi, súc rồi. Súc rồi, súc rồi. Em đánh anh chết, dám nói dối em. Em đánh anh chết.